dài là 3m33. À, bia 333 các bạn. Rất hay. Tam hoa, một con số rất đẹp. Hello, xin chào các bác nha. Nếu như các bác thường xuyên xem những cái video, những cái buổi live stream của em Chiến về những cái tấm sập chiếu ngựa khủng, độc đáo, thì điều đấy nó là bình thường rồi các bạn. Nhưng trong buổi chiều hôm nay, em Chiến sẽ review một gốc cây tròn khá là độc đáo. Một cái bàn tròn, chính xác là một cái gốc cây tròn các bác. Ở trên này các bác có thể ngồi thoải mái luôn. Rất là hay, độc đáo nha. Cái phong cách này ít người chơi lắm các bác. À, rất là hay. Bây giờ Thành sẽ quay xung quanh phía ở bên trên này để cho bác cùng chiêm ngưỡng Thành ạ. Đấy, tuyệt vời chưa? Vân chạy xung quanh luôn các bác. À, chạy xung quanh luôn. Rất là hay nhá, rất là hay. À, đây, chạy xung quanh đây. Đấy, các bác nhìn thấy Vân chưa? Đấy, Vân này. Bên này có cả Vân như kiểu Vân tia luôn các bác. Đây này, Vân tia luôn này. Ui dồi ôi, độc đáo chưa các bác? Hay chưa? Vân chạy xung quanh luôn. À, à, Thành lên trên này để cho các bác xem đi. Xem nó phải lên trên mới đã Thành ạ. Đây này, trên này, phần trên đây các bác. Đấy, Vân toàn bộ đây. Đấy. Cái chỗ này là có hai cái tim. Nhưng mà cái tim này giống như là một cái cành cây này các bác này. Nó tuẽ ra đây này. Thì mình sẽ lấy cái điểm cắt ngang ở chỗ cái cành cây mà tuẽ ra. Thì đây nó sẽ có hai cái tim. À, rất là êm. À, nhưng mà chính vì có hai cái tim này nó sẽ tạo nên cái sự độc đáo. Giống như là cái đôi mắt các bác. À, đôi mắt thần, đôi mắt Pleiku ở trên Tây Nguyên. Rất là hay các bác. À, xung quanh này. Tuyệt vời chưa? Ôi già, cái này mà mình ngồi nhậu thì sướng lắm các bác nhỉ. À, có công có việc gì mời khách tới chơi thì tuyệt vời luôn. À, các bác ngồi ở trên này nhá. Mình sẽ ngồi được khoảng 10 người. À, 10 người. Sau khi mình nhậu say rồi mình có thể nằm này các bác. Đây, nằm cho các bác xem luôn. À, mát mẻ luôn. Thích không? Mê không các bác? Mê không? Khổ kinh khủng. Bây giờ sẽ đo để cho các bác xem cái kích thước của cái gốc cây này. Dài là 3m33. À, bia 333 các bác. Rất hay. Tam hoa, một con số rất đẹp. Đấy, chiều rộng nhất, bây giờ chiều nó hẹp hơn. Chiều này 2m6 các bác. 2m6. 2m6. Dày là 4m15. Dày 4m15. Tính nhanh thì cái gốc cây này khoảng 4 khối gỗ. 4 khối. Thế thì nó sẽ nặng khoảng hơn 4 tấn các bạn. Hơn 4 tấn. Ok, bây giờ đấy là cái phần trên. Bây giờ mình sẽ xuống cái phần dưới này để cho các bác xem Thành ạ. Đây các bác nhá. Phần xung quanh của cái gốc cây này đang để nguyên bìa luôn. Nguyên rác luôn. Cái rác này nó cứng như đá, các bác nhìn kỹ hơn này. Đấy các bác. Nó như đá luôn. Giống như là đá trên vách núi nó lồi ra đây các bác đây này. Đấy, gồ ghề. Toàn bộ xung quanh để như này luôn. Đó, các bác thấy không? Hay không? Độc đáo không? Chỗ này cũng để hay luôn các bác đây này. Đấy, để tự nhiên luôn, cứng như đá. Xung quanh luôn các bác nhá. Tất cả xung quanh luôn. Còn ở trên này thì có chạy một cái đường chỉ. À, đường chỉ rất là đẹp. Nó giống như là một con đường mà chạy trên vách núi các bác. À, các bác hay đi đường trên vách núi ấy. Nó sẽ chạy cong keo như này. Đấy, uốn lượn như này. Đấy, uốn lượn này. Rất là hay. À, em Chiến tưởng tượng như vậy. Ui, còn chỗ này như đá luôn. Đây này. Như một cái phiến đá các bác. Kinh khủng chưa? Hay chưa? Đấy, cái màu trắng này là cái màu của PU thôi. Mồi bụi vào. Đấy, tiếp tục đi các bác. Bên này đây. Mê chưa? Các bác thấy mê chưa? Thú vị chưa? Toàn bộ xung quanh này luôn. Đấy, cho các bác là phải chiêm ngưỡng hết các bác nhỉ? À, các bác nếu như mà xem được video này thích thú, cảm xúc tuyệt vời thì nhớ bình luận thật là nhiều vào các bác nhé. Để em Chiến ra những video thú vị hơn để cho các bác xem. Đấy, ok. Chia sẻ thêm, đây là một cái gốc cây chất liệu bằng gỗ Ecop Mayer được nhập khẩu từ Nam Phi các bác. Gốc cây này theo như em Chiến đánh giá thì rất là độc đáo và thú vị. Đấy. Nếu như các bác thích một cái phong cách kiểu như này, vừa tròn tròn như này, các bác có thể để không gian vườn trà, không gian thư giãn của mình này, không gian cây cảnh này, không gian trà này, nó khá là hay. Ok, nếu như các bác có cái
thông tin, cần thông tin kỹ hơn, chi tiết hơn thì các bác có thể liên hệ tới em Chiến bằng việc comment chữ OK Chiến các bác nhá. Là anh em hiểu rằng các bác đang quan tâm, anh em sẽ hỗ trợ các bác. Thứ hai, các bác có thể liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình. Các bác có thể alo trực tiếp thoải mái. Và điều thứ ba là các bác nào mà chưa đăng ký kênh Sơn Sầu Gỗ thì các bác hãy đăng ký ngay và luôn đi để nhận được những video thú vị, độc đáo hơn. OK, bây giờ em Chiến sẽ xin phép được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.